biểu các bạn sẽ được học. Còn nghe tôi nói không? Còn nghe nha, phải lẹ lẹ lên, để bây giờ tới giờ nó buồn, nó sắp lát rồi đó. Cái này nè, à, hợp chất thiên nhiên hay là những cái hợp chất mà các bạn sẽ được gặp lại trong môn dược liệu, ví dụ như là cái mấy cái khung lactone, khung quinone, khung tẹt ben đó, những hợp chất to to đó đó. À, đầu tiên hợp chất dị vòng. Thế nào là dị vòng? Dị dị ở đây là gì? Bình thường bữa giờ mình học mình thấy cái vòng đó là vòng vòng xấu, vòng benzen đúng không, cả carbon không. Bây giờ dị á, tức là có một cái nguyên tố dị nguyên tố, tức là ngoài carbon mình có thấy nè, mình có các nguyên tố như oxy, nitơ, lưu huỳnh. Dị vòng là những hợp chất vòng có chứa các nguyên tố khác nè, khác nặng ô bình thường gặp là oxy, nitơ, lưu huỳnh. Các này nguyên tố này gọi là dị nguyên tố. Vậy thì khi một cái vòng mà có dị nguyên tố giống như đó, nó có oxy nè, có lưu huỳnh, có nitơ, gọi là dị vòng, được chưa? Đây, pyridine, furan, đây là những vị hợp chất dị vòng thơm quan trọng, tức là các bạn sẽ gặp rất là nhiều. À, rồi, rồi một số hợp chất dị vòng giới thiệu cho các bạn để các bạn nhìn thấy thế nào là dị vòng. Được chưa? Vòng có thể là vòng 4, vòng 5, vòng 6, vòng 7 cũng được, bất cứ cái vòng nào. Có thể nó là vòng, ví dụ thằng này là vòng không có nối đôi, vòng có nối đôi, hoặc là vòng này là có, đây là vòng thơm, tức là nó có nối đôi liên hợp. Đây là có các dị nguyên tố, thì gọi tất cả những cái thằng nào có dị nguyên tố gọi là dị vòng, được chưa? Rồi bây giờ hợp chất thiên nhiên thì mình sẽ đi qua những cái khung này. Những cái khung này tức là mình sẽ học như thế nào? Thí dụ như lactone, mình sẽ học cái khung lactone là như thế nào? Tức là cái khung, nó là một cái khung, ở trên đó nó có gắn nhiều nhóm thế khác nhau, nhưng nó có cái khung lactone. Ví dụ đi vào bài luôn ha, lactone đây, đây là các khung lactone, được chưa? Nó có thể có hai carbon, ba carbon, bốn carbon, năm carbon, sáu carbon gì đó, không quan trọng là bao nhiêu, nhưng khi mà nó có cấu trúc như thế này, C nối đôi O, O C nối đôi O gắn với O kế bên, C nối đôi O gắn với, hoặc như hợp chất này nè là lactone nè, C nối đôi O, O. Vậy khi đi thi người ta cho bạn hợp chất, ví dụ cái chất này đi, nãy này kêu thuộc cái khung gì, khung lactone đúng không, khung này thuộc khung lactone phải chưa nè, khung này thuộc khung lactone đúng không. Vậy thì cái các bạn cần phải học ở đây là gì, bạn học lactone này có cái dạng C nối đôi O, O hợp chất này. Còn lại những nhóm thế, ví dụ ở vị trí này có nhóm thế này, ở vị trí này có những nhóm thế, đây nhóm thế ở các nằm ở vị trí này hoặc có thêm nối đôi trong vòng này, thì mình không quan tâm cái chuyện đó, được chưa? Hiểu không, cái lớp hiểu không, kịp không? Rồi ok, tiếp 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 phải làm cho lẹ, không thể chậm được. Rồi steroid, qua steroid thì càng dễ. Ở đây cô đã đánh số cho mấy bạn rồi, A B C D, tức là một cái hợp chất nào mà nó có cấu trúc, có cái cấu trúc vòng A B C D như thế này á, A B C D thì có vòng có 1 2 3 4 5, A B C là vòng 6, riêng thằng D là vòng 5. Nó như thế này. Còn lại ở các vị trí còn lại là, ví dụ các vị trí của A, các vị trí B, nó có thể có các nhóm thế khác nhau là mình không quan tâm, hoặc là có nối đôi bên trong đây, được chưa? Ví dụ như chất này hoặc là chất này đi. Chất này có A nè, B nè, C nè, D. Đây là cái khung steroid. Rồi, bây giờ các nhóm thế xung quanh này mình không quan tâm, có nối đôi đây, hợp chất này cũng vậy. Được chưa? Vậy đi thi nó sẽ cho các hợp chất khác nhau, ví dụ là nó trộn thằng này có A, có B, câu C, câu D gì đó, nó hỏi ở khung này thuộc khung gì thì mình phải nhìn cho ra, được chưa? Đó, khung steroid. Rồi qua tẹt ben, tẹt benoid để mình thấy này ha, C nối đôi có cái nhánh, C nối đôi có cái nhánh, được chưa? C nối đôi có cái nhánh nè, C nối đôi có cái nhánh là tẹt ben đó. Đây đây đây, cái kiểu này là tẹt ben, được chưa? C nối đôi có cái nhánh, C nối đôi có cái nhánh, nó không giống với thằng kia. Thằng này thì có cấu trúc rõ ràng, thằng này cũng có cấu trúc rõ ràng, còn thầy này chỉ có thấy cái que nối đôi xong rồi có cái nhánh ra, đó là mấy thằng tẹt ben, được chưa? Tẹt benoid. Rồi qua antraquinone dễ nữa, antraquinone có cấu trúc là ba cái khung nè, một hai ba cái vòng, thằng ở giữa có C nối đôi O, C nối đôi O, được chưa? Đây ba cái vòng, thằng ở giữa có C nối đôi ba cái vòng, còn lại các nhóm thế muốn gắn gì nó gắn, nó gắn ở đâu nó gắn. Đây là antraquinone, các bạn chụp lại màn hình nha, các bạn chụp lại màn hình để mình thấy, mình biết mình học. Nãy giờ làm kịp không? Được chưa? Tiếp nha. Tại vì tới tới cái thời điểm mà 2 tiếng mấy thì cô cũng dạy mấy cái lớp kia, cô thấy kinh nghiệm nó sẽ bị văng ra rất là nhiều. Cứ 5 7 phút nó văng ra nên cô phải giảng lẹ cho mấy bạn để kết thúc. Rồi anthraquinone, anthraquinone là cái dạng đây. Đó. Rồi flavonoid, này cũng có cái cấu trúc A C B. AC gắn với nhau, thằng C có một dị nguyên tố oxy,
gắn cả AC thì liền nhau, thằng B thì tách rời bằng một cái nhánh. Đây ACB, ACB, ACB. Còn lại muốn gắn gì nó gắn không? Những cái nhóm thế này đó, muốn gắn rau thì muốn gắn cái gì vô đó thì gắn, không quan tâm. Mình chỉ có cấu trúc ACB như cái này đó là flavonoid. Chưa? Rồi, alkaloid là thằng này, tức là có N, có nitơ. Có nitơ, có nitơ. Đó, alkaloid. Alkaloid. Này cái vòng kiểu này đó là alkaloid. Nitơ, nitơ. Nhưng mà cái này các bạn sẽ bị nhầm với pyridine. Nitơ cũng có dị nguyên tố nitơ, nhưng cái vòng này nè, cái vòng chứa nitơ này là vòng mình nhìn giống giống như benzen đúng không, nhưng mà có một dị nguyên tố này, tức là nó có 5C, và vòng này bắt buộc phải là thơm. Bạn thấy là đôi đơn, đôi đơn, đôi đơn, các nối đôi liên hợp có vòng, đây là vòng thơm. Được chưa? Có vòng nè, có nối đôi và các nối đôi phải liên hợp thì mới thành đây thơm nè, đây thơm, nó mới là pyridine. Còn lại cái thằng alkaloid có nitơ này có thơm đâu, này có thơm đâu, này nè, đôi đơn đôi liên hợp thôi. Được chưa? Đó là pyridine. Rồi cuối cùng carbohydrat là đường á, còn còn tồn tại không? Cô sẽ gửi lên, cô sẽ gửi lên LMS. À, cô sẽ gửi lên LMS. Từ từ cô sẽ gửi ha. Các bạn cứ lên theo dõi cho nó, hai bữa này bữa nữa hay sau đó cô gửi đồng loạt lên 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 LMS, để cô dạy xong hết các lớp xong cô gửi một lần lên. Nào, cô gửi cho em, các bạn cứ lên cái kiểm tra này sẽ thấy nha. Rồi carbohydrate là đường á ha, đường á. Gluco, fructose thì đường dễ nhìn lắm ha, đường dễ nhìn thì mình thấy đây là C nè, cái chỗ này là C nè, carbon nè, gắn với cái nhóm CH, CH2OH, và C này nối trực tiếp với oxy, tức là cái carbon này nối với CH2OH, xong carbon này nối với oxy là đường. Đã còn lại nhóm, các nhóm OH nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, các vị trí đều của nhóm OH. Đây, thí dụ nhìn thằng này đi, nhìn thằng này đi, các vị trí đều của nhóm, đây đây nè, OH nè, OH này nó nối 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 với thằng này, OH OH nè, đây C nè, có một nhóm CH2OH cái nối với oxy, bên đây nè C nè, nối với CH2OH sẽ có oxy, còn thằng này cũng là đường nè, đây là C nè, nối với CH2OH mà sao có oxy đó, đường thì rất là dễ nhìn. Đó, đây là một số cái cấu trúc. Thì trong cái phần học của mình có là carbohydrate nè, có pyridine nè, alkaloid nè, flavonoid nè, anthraquinone nè, terpenoid nè, steroid nè, lactone. Đó, đây là có 7 cái khung mà các bạn cần phải nhớ. Và đi thi nó cho, ví dụ nó cho ABCD, nó cho một cấu trúc ở cái này thuộc khung gì thôi. Mai mốt các bạn học dược liệu, ví dụ bạn học cái khung này, cái cây này, cái cây này ha, nó có cái lá nó làm thuốc, được chưa? Cái lá này trong hợp chất nó có cái khung gì? Khung lactone. Và cái hoạt chất nó tên gì nè, tên thông thường nè, tên quốc tế là gì nè, cách sử dụng cái lá này thì như thế nào nè, rồi tác dụng phụ là ra sao nè, tức là mình sẽ học nó nhiều hơn ha, mình sẽ học nó nhiều phức tạp hơn. Thì ở đây sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn là cái khung này nó là cái gì, được chưa, cái khung này nó là cái gì, được chưa nè, đúng rồi. Rồi bây giờ tới điểm ha, giải quyết cho xong nha.